Nằm trong các hoạt động kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo tối ngày 9 tháng 1 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 12 năm Tân Sửu, Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo tại chùa An Lạc, phường Thanh Hà, thành phố Hội An. Chương trình được trực tiếp trên kênh truyền hình QCB. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm với thời pháp thoại của Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam, và đêm hoa đăng cúng dường với sự tham dự của chư tôn đức tăng và đạo hữu Phật tử thành phố Hội An. Hòa thượng trưởng Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã thuyết giảng chủ đề ý nghĩa ngày Phật thành đạo. Sự kiện Đức Phật thành đạo là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước đó có nhiều hệ thống giáo lý triết học, nhưng chưa có vị giáo chủ đạt được giải thoát rốt ráo. Đức Phật đã chỉ ra cho nhân loại con đường giải thoát, khẳng định năng lực của con người là hơn hết. Nhân thị tối thắng, mọi người đều có trí tuệ và khả năng trở thành Đức Phật. Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai, trí tuệ đức tướng, Hòa thượng nhấn mạnh. Liên Hiệp Quốc vào năm 1999 đã chọn Phật giáo tôn giáo tiêu biểu của thế giới, bởi vì tất cả những giá trị giác ngộ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được đặt trên nền tảng của giá trị con người. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni từ một con người bình thường như bao con người khác, nhưng qua sự rèn luyện, tu tập, cải tạo, hoàn chỉnh, Ngài đã thành một quả vị Phật, tức là thành được đã quả vị giác ngộ, một bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ một cách toàn vẹn. Tiếp đến, chư tôn đức đã niệm hương bạch Phật, đảnh lễ tôn tượng Đức Bổn Sư, tụng sám Phật thành đạo. Bằng tất cả sự thành kính, chư tôn đức đã tiếp ánh nến trí tuệ và truyền đến cho hàng Phật tử. Cả lễ trường đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng dân ngọn tuệ đăng hướng về Đức Phật, thành kính cúng dường, lòng ngập tràn hoan hỷ trong ngày kỷ niệm Đức Phật thành đạo năm nay.